So, what exactly you need? Anything I can help you? I'm trying to build confidence in myself to be able to talk to people. Talk louder, please. I'm trying to work on my confidence to where I can be able to do anything that I want to do. Anyway, I don't know if that's the right question. Okay, this is where I teach you how to meditation, so you can day by day you will get rid of your bad habit. Okay, this straight your back, right? Straight your back and take a deep breath slowly out. In meditation every day you do half an hour for me. Okay, just like that. And your mind is thinking about my face or thinking about your mom's face, or Buddha's face. And one day you'll be normal kid. But for now, your meditation, and I'm half human, half God. If I sleep, you're thinking about me, I fly over to watching you, make sure you do correctly. Yeah, I can travel around. I believe that. Or you can think about your mom. I don't think anything bad, you know. Okay. Yeah, but meditation will help you. But you have to compare fashion in the mountain. But I, xin kính chào sư phụ. Kính thưa trên mạng. Rồi cứ nói sao cũng được mà. Chúng ta ở xa, đi máy bay 6 tiếng đồng hồ. Trời, ở tư văn nào? Tư văn North Carolina. Trời ơi, tội nghiệp. Nhưng mà cũng rất là thân thiện, tại vì tụi này sống ở tại Thang Hòa, cầu quay. Ờ vậy hả? Chỗ sư phụ ở. Thành ra rất nhớ, lúc nào cũng nhớ sư phụ. Thang Hòa, cầu quay. Dạ. Hồi có cái đình đó, ở phía bên kia còn đang đình đó hả? Dạ. À, phía bên kia sông phải không? Không, ở bên sông, bên này sông. Bên này sông, chỗ... Ở chỗ nhà máy ông Ba Cập đó. À. Mà một xưa, ông sư phụ biết nhà ông Ba Cập không? Nhà máy Ba Cập đó. Đi nhỏ chắc quên, nó ở gần chợ Cầu Quay có cái vườn lúa gì lớn lắm á. Phải không? Chỗ đó không? Dạ. À. Là đó là nhà máy Ba Cập á. Dạ. Ồ, vừa lúa lớn á. Dạ. Cũng là bà con khơi sinh. Có không? Dạ. Nhà cha cũng sau đây là cũng thưa với thưa chú Kiệt ha. Ở khi ấy. Dễ nói chuyện. Tính theo sát phàm thôi. Dạ. Chồng tôi đã sợ mổ, nạp cái mổ bú ở đằng sau cái lỗ tai này. Ở đằng sau cái lỗ tai á, năm 17. Ổng hả? Dạ. Một bú miền, không phải là bú dữ. À. Thì năm 17 thì sau khi cái mổ đó, nó trở thành là không mất luôn một cái lỗ tai, không có nghe được. Và cái vị giác không có ăn được taste cái mùi gì hết, chỉ có mùi đắng. Một bữa cơm thì phải có một chén trái cây ngọt, như là canned fish hay là canned something là mới ngọt, thì chung với cơm thì nó mới cơm mới vô miệng được. Chứ bây giờ thì đắng và lại chóng mặt, nhức đầu. Sau cái mổ đó thì trở thành có nhiều biến chứng như vậy. Bây giờ thì đi thì cũng hơi run run, chóng mặt không có vững lên cơ thể, đau nhức cơ thể. Ổng còn sống lâu mà. Dạ. Thì cứ cầu xin là cứ có dịp để cậu xin để mà có dịp để đem qua bên đây thăm con, rồi giờ đến thăm đây đến Thiên Long Sơn để mà lại cha mẹ. Cái này là anh xui nha, nếu mà mình để tay mà hên hên á
Mấy chư vị đây, mấy chư vị giúp chư vị này, mấy chư vị hậu pháp. Dạ, xin sư phụ cũng để tay. Mấy tay dài quá à. Ông này là ông tước, tước trên trời xuống. Xưa cũng khắc sanh à, nhỏ à. Ở nghiệp thôi. Nhờ sư phụ giúp cho làm gì? Cơ thể của tôi cũng là nhức mỏi. Ồ đâu chị bệnh này lên mạng cái đống rồi kéo thêm chị đâu có hết. Tại vì thấy ông tiếng trời này xuống cùng với mình thôi. Yeah. Nhận được thử có đi về trời. Hôm nay heo đặc biệt đó. Cảm ơn chị. À vậy à? À nhưng mà có cái dấu tay rồi khi mà cận tử nghiệp á tự nhiên biết đường về. Dạ, chứ muốn nói thưa chú Kiệt với hôm trước cả khoảng một tháng hai tháng gì đó không nhớ bệnh gì mà không biết mà cứ ối ối vô thì tôi bác sĩ cũng không biết tìm việc gì hết, không bệnh gì hết. Từng thứ hai có cái quà thứ bảy chống mặt cái tôi cầu nguyện với cha trần này đó lấy con có đã mang chiếc dấu hiệu này là tại sao con phải có những cái chuyện gì mà con không làm đẹp ý cha cái mẹ cha trần này đó mà làm cho con bệnh như vậy thì một hai ngày sau cứ cảm thấy khỏe từ tức là đeo cái này mà cầu nguyện để cho cơ thể mình được khỏe khoắn lại. Thật sự dấu hiệu này bất cứ nơi nào cũng linh nghiệm hết, nhưng mà gần đây thì mấy vị đang đứng đây thì chị luôn vậy đó, nhưng mà nhiều lúc nghiệp nặng quá mấy vị chịu có được ít thì mấy vị gỡ được. Chỉ có cái hơn ở xa chút là vậy, chứ còn ông thổ địa hay là những vị thiện thần á ở chỗ cái nhà mình ở đó, mấy vị cũng đứa này ra mới cũng giúp à. Tại vì khi cha đã ra lệnh 36 tầng trời từ ở trên xuống, cả những địa tiên và những vị thánh thần và những vị hồn khi trong núi á, của người trần mà chết lâu năm giống như ở Bắc là có ông vua bà chúa rồi tứ phủ rồi đó, họ cũng phải gia hộ cái này, cứ nghe là đồng nhất một lệnh của cha, tất cả các cõi đều phải gia hộ. Thì cái dấu hiệu này nó có, nó linh ứng bất cứ nơi nào á. Nhưng mà ở đây là linh nhất. Nhận vợ chồng, nhận vợ luôn để cho hai người về trời cho rồi. Cảm ơn sư phụ. Nó bớt bệnh quá. Đây là hợp. Chào em, chị là người theo dõi em mấy năm nay rồi. Chị lúc nào cũng coi clip của em. Rồi chị xin với cha mẹ lên cơ địa tới đây để tặng cha lại mẹ, để cầu cho thế giới được bình an, cầu cho tất cả mọi người được tin tưởng cái chúng ta nào, để theo cha theo mẹ, để tu hành. Mấy lần trước các chị có nhắn tin là cho chị cái địa chỉ. Mấy lần gặp đấy. Hôm nay chị mới được duyên tới đây để mà lại cha lại mẹ rồi thăm em, để xin cha mẹ ban phước lành cho chúng sanh. Để nhờ mấy vị cài gì ta, cái Buddha phải không, cái gì kia phải không, mấy vị giúp thằng mẹ tuổi nó còn trẻ cài được á, vậy là hết nhớ nhắn tin. Em cái này tại mấy vị mà làm cái này lạ lắm. Quý vị bà dạ chị cảm ơn. Vâng. Dạ em giúp luôn.
này dông quá trời dông, đừng chạy vô ngón tay tôi nha. Bữa hôm có nguyên chiếc xe bus, school bus của mấy đứa nít không chịu đi gì. Lúc đó chưa biết ai mà nói biết đây thì dẫn đi. Thật sự kêu em hát là người chị bệnh nha quý vị. Nhưng mà kiệt sinh mình mấy vị được. Mấy vị xung quanh đây mấy vị sẽ giúp mình. Rồi, con có gì hỏi không con? Con gần đây có một chị cô nó đi khắp đó sân phục. À. Nói về nhiều cái chi cơ với những cái mà ở trên á. Chữ cô có thể giải thích thật là lắm. À, đó là có cái clip Phương Linh chửi sư phụ à. Anyway, thì để mình giải thích. Giải thích kiểu nào ta? Cậu cũng là người ok á. Thứ nhất, tất cả các con hội thiên trực tiếp triệt dễ trên chén là đặc biệt rồi đúng không? Mà nó giấu băng đêm á, tắm rửa lúc nào đến ngày chết nó cũng hiện trên chén. Thì tự nhiên quý vị sẽ thấy dầu cho mình bị đứt cọng dây thì nó có cái dấu trên chén. Còn mấy người sao không có thì họ cũng gián tiếp hồi bữa là thọ ký. Thì những đứa con họ thiên chỉ cần giữ nửa giới của điều số 1 thôi nha, nhân nghĩa lợi trí tính, cũng không ai dám tới đó để mà phá hay là chọc người ta giận. Điều thứ nhất, cái ngày mà sư phụ lên trên mạng mà thấy Thương Linh mà nằm dài là sắp chết, cũng còn thiếu mình ba cây nhang, đó là sư phụ khách. Sau đó mấy ngày á, rồi cái công an tới nó quậy nát cái tiệm cơm không đồng gì đó, cũng có sư phụ khách để cho món cơm được bán trở lại, là sáu cây nhang quá không, thiếu nợ mình sáu cây nhang cộng với 100.000 đô, tức là 50.000 đô với 50 tấn gạo là tương đương là 100.000 đô để mà làm cho cái đó những cái buổi đầu tùy cùng chứ từ thiện. Không có lý do nào mà hiểu lầm hết trơn, đó là sự hiểu lầm thôi. Thì coi như như xin bề trên này, những người mang họ thiên ở nước Việt, ở nơi nâu xa nên có cái tâm từ bi và lo đùm bọc lẫn nhau, lo những ai làm từ thiện mình nên ủng hộ họ. Còn ai làm lúc đầu khởi tâm là thiện nhưng mà sau đó là kinh doanh hay là không đúng thì họ đều có nghiệp của họ. Họ thiên cũng không có nên đi hạch tội, tại bản thân mình cũng có tội mà, không ai chúng ta không có lỗi hết. Thì đó là lời kỳ khuyên trên thế giới như vậy. Và đồng thời mỗi hội thiên có bổn phận phải gán độ cho người thân của mình. Mình có duyên mình lên thuyền Bát Nhã, mình có duyên mình biết được cha mẹ, chồng mình, em mình, chị mình, má mình, bà con cô cậu của mình chửi mình mỗi ngày, mình cũng phải gán nhẫn nại. Rồi từ từ cái nhẫn nại của mình là cái để sau này họ ngộ ra đó. Cái họ ngộ ra thì mình là người được cha mẹ khen, mình là người độ được cả củ quyền của mình là cũng nhờ cái nhẫn nại. Không có được nghe ta chửi thiên tướng kiệt, chửi cha với mẹ cái mình nóng là cái đó là sai. Tại vì đâu có phải ai có đủ căn cơ cao để mà hiểu. Cả cái ông, mấy ông đảng viên mà qua đây già kiểu đó mà nãy giờ, hồi nãy đầu clip mình nói, nó cũng vẫn chưa hiểu. Thì cũng vẫn là một đứa con nít ở lớp 1, lớp 2 thôi à. Giờ tâm linh nó không có tính theo mặt đời, tiền nhiều hay là tuổi cao hay là học vấn bằng tiến sĩ thạc sĩ nha. Bây giờ càng học cao thế gian chừng nào á, càng ấu chỉ về tâm linh chừng đó đó, đi ngược lại á. Cái máy này là phải có duyên, đó là bổn phận của hội thiên là vậy. Mà ông bảo cửa là cho thoáng cơ, lạnh hả?
bị hỏi là lúc từ bé là chị đã biết đệ tử của cái tình giới gần gần à là tổ hai thành sĩ à. Là chị có gặp trước ở gia đình nhà của chị là ông nội chị đó, chị gặp cậu hai thanh sĩ, rồi cậu hai thanh sĩ có đi giảng đạo, rồi lúc đó là chị mới có 10 tuổi thôi, nhưng mà chị đã biết về Phật pháp rồi. Rồi sau này là chị đi về, chị cũng đi lên núi rồi cúng, rồi chị cũng ngộ ra cái đường Phật pháp mà chị rất là tin tưởng cha mẹ rồi đức quỳnh giới chủ, mình phải coi đương theo. Rồi em nhìn coi chị có phải là người được cha mẹ tiếng cho chị như thế nào không? Thường mấy cô tin nhân trời rớt xuống á, cái tâm vẫn thiện, vẫn hướng về tâm linh, nhưng mà mình có những chư thiên mà xuống một hai kiếp á, thì còn nhớ nhớ, mà mấy chư thiên mà xuống lâu quá đó, dính trần nhiễm trần nhiều quá, rồi cái những kiếp mà ở lâu quá để đọa địa ngục lên á, quên hết, chị cũng mới xuống nên cũng còn nhớ được là mai rồi. À, nhớ chút chút thì gắng chờ đi, bữa nào đức thầy xuất hiện á, chúng ta mua bao hết một chiếc máy bay 767 787 ha, của Việt Nam Airlines là họ Thiên ngồi đầy luôn. Đi về bển để chị không đón đức thầy xuất hiện. Chị có ngày xuất hiện năm nay em. Chị có người chị ở Việt Nam á, cũng lúc nào cũng theo dõi em, rồi chị cũng nhắc nhở là xin chị dẫn dắt cho hai mẹ con của em lên đây, đây là mẹ với em, lúc nào cũng theo dõi mấy năm nay vậy đó. Chị ở Cần Thơ không tốt á, mà cũng chị bệnh mấy chục năm nay cho chị có cái điểm hả? Dạ. Mấy người có điểm mà chị bệnh được nha. Dạ, có điểm. Mấy người mà có sự liên hệ gọi là giống như có cái password ở trên á, có wifi bắt được trên á, thì điện thoại nó mới working được, mình mới làm việc được. Dạ. Vậy thôi chị, cảm ơn em. Cô tiên, cô tiên. À, mình nói mình cho kia đi, mất công phải đốc người ta lên ta hỏi từ đi, giờ mình nói chuyện gì nó quan trọng đi, mấy cái đó mình không có nên lên đây nói. Nói ta nói mình mê tín dị đoan sao, ở trong 12 giới luật của Thiên Tâm không có cho mê tín dị đoan, chỉ cho là mê cha mê mẹ thôi. Chứ còn mấy cái mà cốt đồ nhập đồng nữa là thuộc dạng mê tín dị đoan. Tại vì sao? Tại vì chỉ có người mới biết thật giả thì nên mê tín, nhưng mà người không trong cuộc á, mà con má nhập vô á, mai mốt á, đi về Việt Nam á, gặp ai xin là Ngọc Hoàng, tôi là Thượng Đế Việt Nam xin thí gì đó, cái thằng gì long long mà nội nó xưng nó là cha đó, hay là Phật Phạm Thượng quỷ nó vậy á. Ừ, cho nên phải cẩn thận, mình nó cũng có thiệt chứ không phải mình nói là hết nha, nhưng mà người nào cầm cân á thì mới biết. Giờ ở ngoài người ta cũng nói Kiệt là mê tín, nhưng mà Kiệt chứng minh lại bản thân của Kiệt ngày xưa cũng là không tin, kỹ sư lớn lên Mỹ làm gì tin mấy chuyện này, cha mẹ đức thầy nè với Phật Hoàng Chặn Tâm với mấy chư Phật xuống á, ngồi phải dạy, rồi mấy ông thần và ở bên Hồn Thiên Thông Núi dạy chính trị, chứ một đứa nít nó Mỹ lớn lên sao biết, rồi về tâm linh sao biết, rồi mấy vị dạy, rồi mấy vị kể từ lúc con mới đẻ ra sao, rồi năm nào tháng nào cái gì, rồi đến lúc mà bệnh sắp chết rồi đó thì bác sĩ bó tay á, lúc đó mẹ mới cứu, giờ con tin chưa? Thì giờ chịu tin rồi, giờ mới ra nói, chứ hồi xưa hơi te tứa chứ nó không phải dễ đâu, nhưng mà mình trong cuộc á mình mới biết. Khó lắm. Làm sao về giải nghiệp được, làm cách nào đi dạy chứ về. Nói gì dễ ta chán chị là giải nghiệp nhiều lắm hả? Dạ. Không biết chị mắc nợ nhiều, chị định có hai phá sản là được rồi, chỉ trả nợ phải mình giùm thôi. Có nhiều người nghiệp nhiều quá đó. Dạ. Ví dụ như mình nói ví dụ nha, mình phá thai 5 đứa, nhưng mà trong đó có 3 đứa nó giữ, nó không có chịu đi, rồi mình phải làm sao? 2 đứa nó chịu đi thôi, chịu không phải là thầy pháp mà lấy nhang quất nó bóp bóp rồi đuổi nó đi, mình không có làm chuyện đó.
Tại vì bên cõi vô hình á, họ cũng là con dân của kiếp, cũng là con của cha mẹ đó, biết không? Mình không có, trời vi quỷ nó làm cho con người mình đầu óc không có bình thường, mất cuộc sống thì khác, còn nó là người thân mà. Chỉ hơn cái là âm dương không có nên ở gần nhau thôi. Nên hàng chi không có chồng là phải rồi. Tại vì nó có chồng mà chia tình thương của nó đâu có chịu đâu. Giờ sợ lắm, giờ sợ đàn ông lắm. Giờ trong đầu cũng nghĩ tới đâu. Nhưng mà sau khi này sẽ mê đàn ông. Giờ không nè. Tôi tội tà dâm, tội có thai ăn chay để mà đừng có sát sanh, tại mình ăn không có giết. Còn cái tội mà cái tội tà dâm là do yêu, giờ phải bỏ thôi à. Giờ bỏ cái đó mới là sám hối, còn sao sám nổi. Nói được làm được nha, tuổi còn trẻ quá, đừng có hăng chỗ này nói cho đã rồi về nhà làm nữa à. Ừ. Ví dụ như cỡ bác này nói tôi không tin, chứ cỡ chị nói tôi không tin đâu. Ừ. Ừ, nói hay quá. Chị cũng đi được đi. Không ai ép à. Giống như em vậy đó. À. Em coi chị coi mấy cái tiết mà em kể em quá cực khổ đó. Chị cũng có cũng thấy cái mấy người ở bên Việt, chị ở bên Việt bên Thái Lan á, cũng 7 năm rồi, sau khi về Việt Nam 2 năm rồi tới chừng được đi Mỹ qua đây thì chị mới nhờ ơn cha mẹ gia hộ cho mình được đi qua đây để lo cho gia đình, lo cho mọi người. Thì chị cũng ráng cảm ơn thượng đế cha mẹ đã mang phước lành cho hết. Chị ở đâu vậy? Chị ở Long Xuyên là... Không, ở Việt Nam anh chị ở đâu? Chị ở Long Xuyên, An Giang. An Giang, người ở Mỹ chị ở đâu? Ở San Bernardino. San Bernardino hả? Dạ. Ở LA à? Gần Orange County. À. Chị muốn đi xuống đây mấy lần rồi, bây giờ được ra bữa nay hữu duyên đi tới gặp em. À. Với lại cha đây nè. Mừng lắm hả? Yeah. Thấy lạ không? Thấy trên màn hình dưới đây lạ không? Happy ở Hòa trẻ hơn nhiều. Thank you. Trên màn hình đó thì nhiều lúc mà máy, cái máy này nó ngộ lắm, muốn già là già, muốn trẻ là trẻ. Ăn thôi, người cầm quay á, để mà gần mặt á, mụn mụn có chút xíu, bự ra nữa. Cho nên đỡ mặt mà ốm mà làm mặt bành dễ ợt, mấy cái màn hình này. Giờ hồi đó giờ niệm Phật chỉ biết Phật thôi mà, không có biết cha mẹ, nên giờ thành như con sám hối cha mẹ đó. Thì đó giờ không có hiểu cha mẹ là ai, chứ là hơn nữa sợ ma quỷ nó giải cha mẹ không mà cứ sợ vậy đó. Nên không sao là hôm nay á, là sáng nay xin đủ duyên đến gặp anh chị cái sám hối với cha mẹ, nhưng cha mẹ cũng mỗi lần tự nhiên tha thứ với thầy giúp cho thầy nhiều thiên cách bệnh cho con ráng tu hành á. Dạ. Chị chỉ cần giữ giới, đừng có giống như thời xưa thôi là cũng là tốt rồi. Nhưng mà mình đừng có nói quá, mình nói quá mình làm được mấy gì đứng đây ghi hết. Nhỏ là bữa lành miệng nói quá mà dễ làm được. Mấy ba ngày về dưới có một đẹp trai cua ở dưới. Có phải mình giọng ngữ không? Cho nên mình làm á, mình chỉ cần thực hành thôi. Bây giờ tổng thống tới cưới cũng thấy là xấu thiệt rồi, nhưng mà đã... Thì chuyện đời đừng có... Sẵn đây á nha, tới đâu mình nhắc tới đó, tất cả các con họ thiên nhiên thế giới, tất cả những nước ngồi thiền, đạo thiên tâm chủ yếu cha nói là tu thiền. Chứ không có chuyện mà niệm Phật thành Phật, đốt đuốc mà đi nha, là ngồi thiền nha. Đọc kinh để khai trí tuệ nha, nhưng mà chính là thiền. Thì... đừng bao giờ dùng cái chữ đừng bao giờ thách thức với ma quỷ, và cũng đừng bao giờ thách thức với tình yêu. À, nói tôi không yêu chuyện đó khó lắm à. Mình là làm thì mình cố gắng, tại mang thân người nó có ngủ ẩn, ăn uống sáng ăn thì tối dục nó ra, thì cho nên cái gì mình gán tự mình làm kềm chế, vọng tưởng mà khởi lên đầu là chém, kiếm vô minh là chém bạc bạc, thì nó mới hay. Cho nên không có nói,